vị thân mến, hiện tại sáng nay Phu Tha đang có mặt tại đường Khánh Hội thuộc quận 4, thành phố Hồ Chí Minh quý vị ạ. Ở phía bên kia, đối diện bên kia là công viên cát quý vị, nằm ở trên đường Khánh Hội. Và đối diện ở bên đây, sáng nay Phu Tha đi qua đây thì thấy có cô bán bánh quay giạt và bánh tay yến quý vị. Cô vừa làm vừa bán luôn. Thì Phu Tha xin phép cô quay cũng như là chia sẻ đến với toàn thể quý vị. Để quý vị nào mà có dịp đi ngang qua đây thì có thể ghé và dùng thử nha. Đó, cô đang chiên ở đây. Ở đây là địa chỉ. Đây quý vị, ở trên đây có cái địa chỉ nè. Ở đây là 162 Khánh Hội à, không biết là phường mấy nhưng mà là đối diện công viên cát nha quý vị, ở quận 4. Cô ngồi ở bên đây. Ồ, dạ con chào cô. Cô thường như vậy là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ vậy cô? Cũng như cái chỗ này, chỗ cũng nhỏ cháu mà mò rồi. Bà qua ngồi đỡ thôi. Dạ. Rồi khoảng 10 giờ mấy qua lúc đó đó, được 41 đó. À dạ. Dạ. Đó là bà ngồi tới chiều. Dạ. Tới là nhiều khi hết giờ nào về giờ đó. Dạ. Nghĩa là mình bán cả ngày luôn nhưng mà khoảng 10 giờ 11 giờ là mình qua bên đường số 41. Đó, 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 dạ. Đó. Nhưng mà hàng ngày như vậy là cháu bán. Dạ là chỗ cháu bán mà hôm nay nó nghỉ. Dạ. Bà qua bán đỡ cho sáng xíu rồi lát tính bà bệnh. Dạ. Ở gánh này thì cháu có cô bán lâu chưa hả con? Nhỏ cháu mới bán đây thôi, bà bán lâu rồi. Dạ. Bánh này là mình vừa làm vừa bán luôn á con. Dạ, vừa làm vừa bán. Đây. Mình xem cô làm bánh tay yến nha quý vị. Còn cái bánh này là mình đã làm sẵn ở nhà rồi hả con? Dạ, bánh làm sẵn đó. Dạ, bánh này bánh quay giạt nè. Cái này thì mình bán giá sao vậy cô nhờ? Đây à, nhỏ cháu bán 12 ngàn một cái. Dạ, 12 ngàn một cái. Bánh tay yến thì 6 ngàn. Dạ, bánh tay yến thì 6 ngàn. À, nhìn thèm quá. Bữa cô có một đó, có nhiều người quay lắm mà người ta ở tại chỗ đó bán. À dạ. 11 giờ mấy là 10 giờ mấy là ngồi trên đó. Dạ. Bánh này có vẻ chiên hơi lâu đúng không con? Đúng rồi, chiên hơi lâu. Dạ. Ở dừa là có cái gì ở dừa vậy con? À, nước dừa, gà, sữa tươi. Dạ, nước dừa. Ở trong chính giữa ăn cũng như bánh bò. À dạ. Nó vàng lên từ từ rồi cô ha. Cô cho hỏi là cô tên gì? À, tên Kim Anh. Dạ cô Kim Anh đó. À mình để như vậy thì nó cứng lại đúng không cô? Đúng rồi. Nó cứng lại nó sẽ làm giống như cái tổ chim vậy đúng không cô? Rồi bây giờ cô làm cái thứ hai nè. Cái khác đó. Nó to bằng cái chảo luôn cô ha. Rồi, chính tên rồi. Đó, cô bỏ vào đây. Ủa, mình múc một vá như vậy mình bỏ vào đây rồi tự động ở dừa nó ồ là hay vậy hả cô? Cái này là mình sử dụng bột gì vậy cô nhỉ? Gạo. À bột gạo. Gạo với đồ nếp thôi. Dạ. Bánh này chắc là vị ngọt đúng không cô? Còn bánh quay bạc là mặn. Dạ. Ngoài cái gánh của mình ra ở đây rồi, cháu của cô còn nhiều cái gánh khác không cô? Bán này không mà. Bán à, nghĩa là một gánh đây thôi hả? Một gánh à. Dạ. Một gánh này đó. Dạ. Người bán chỗ khác, người bán chỗ khác. Đà, à đó, thì ý con hỏi là nhiều có nhiều anh chị em bán cái này không á? Tại vì con thấy có nhiều gánh giống như vậy nè, ở Sài Gòn á. Mà không biết là phải của gia đình mình không á? À, cháu có, gì đi ở sớm có. À, dạ. À, cái gia đình thì nhiều hơn là cái người dân. Dạ. Cái bánh này đó thì cũng chuyện cho mấy người đó bán đó. Dạ.
người làm bán giờ. Dạ. Yeah. Bánh này là của miền Tây đúng không con? Đó là miền Tây khá, ở đây khá con. Cái này là sao con? Miền Tây nó đổ cái khẩu vị nó khá. Mình ở quận Tư đổ số khá. Dạ, không ý con hỏi là... À đúng rồi, bánh này về miền Tây. Dạ. Tại vì con ở miền Trung, mà ở miền Trung thì con không có bánh này. Bây giờ con lấy cho con một cái này với lại một cái kia được không con? Có con làm 18.000 đúng không con? Nước tương, tương ớt đúng không con? Dạ, cảm ơn con. Bây giờ Phu Tha dùng thử luôn nha quý vị. Tại vì còn nóng á, nên mời quý vị dùng với Phu Tha luôn nè. Đó, cô mới chiên xong luôn. Đây. Ồ, nó giòn ghê quý vị ơi. Bánh tay yến 6.000 một cái. Cái vỏ, cái lớp nó mỏng quá, thấy chưa? May quá. Còn ở trong bình. Rồi nó giòn. Giòn ghê quý vị ơi. Xung quanh cái bánh á, xung quanh cái tủ á, nó cực kỳ giòn nha, nó giòn rậm luôn. Cái này là cô sử dụng bột gạo, nó pha với nếp, nó vừa giòn vừa thơm. Có trứng có sữa, cái vừa là cái tủ của nó nè. Giữa này thì nhiều bột nên nó dày và nó mềm. Đó, để Phu Tha ăn vào tới trong đây coi. Bánh này cũng là một trong những cái bánh tuổi thơ quý vị. Nếu một quý vị nào mà xa quê hương á, mà lâu năm á, thì chắc sẽ rất là nhớ loại bánh này. Càng ăn tới đây thì nó càng mềm. Mềm mà nó có chút dai dai. Xé cái này ra. Đó, bên trong này quý vị thấy không? Mềm nè. Đó. Ồ. Mời vị nha. Có vẻ cái lớp ngoài ở ngoài nó ngon hơn, là nó giòn. Ở trong nó còn ướt ướt, cắn một phát cho nó đà luôn nè. Nó giống như bánh bò vậy luôn. Khách ghé lại mua. Rồi Phu Tha ăn còn một góc tư của cái bánh tây yến. Bây giờ Phu Tha qua cái bánh này vô quý vị. Quay dạc, quay dạc nè. Đó. À, nhìn đẹp ghê không quý vị? À. Cái này là một nửa của hình tròn. À. Sau đó quặp cái miệng nó lại. Đó, nhìn
nhìn nó đẹp quý vị ha. Những cái quay này chắc ăn cũng giòn nè, chỉ là cái nhân ở trong nó mềm thôi, còn Phú Thanh nghĩ rằng cái quay ở đây nó cũng giòn nè, mời quý vị. Tại nó dày nên nó cũng không giòn bằng cái bánh tay yến. Cái lớp ở ngoài thì nó giống như là bánh mì vậy quý vị nè. Nó giống như bánh mì vậy á. Rồi xuống đây mỏi chân á. Đó. Vì thấy ở trong không? Ở trong nó phồng lên nè. À, nhìn phía trong thì có lấm tấm màu đen là tiêu á quý vị. Rồi có trứng cút nè, rồi có củ sắn nè, rồi có thịt bằm nè. Mời quý vị miếng thứ hai, miếng thứ ba chứ. Đó. Cô ta cắn cho còn giống như là chiếc thuyền luôn à. Nhìn giống chiếc thuyền không? Ăn nó ngon. Rồi, chắc phải dừng ở đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phú Tha. Quý vị nhớ nhấn like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Vina TV nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Phú Tha. Bye bye.